Việc giá xăng dầu giảm mạnh nhưng giá cước vận tải tại nhiều nơi vẫn không giảm hoặc chỉ giảm chiếu lệ đã khiến dư luận bức xúc. Phóng viên cũng đã nhiều lần phản ánh về tình trạng này nhưng đến nay vẫn chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ. Ghi nhận mới nhất tại bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh, nơi gần 50% doanh nghiệp chưa giảm giá vé. Bến xe miền Tây hiện có 120 doanh nghiệp hoạt động vận tải, trong đó chỉ có hơn 60 doanh nghiệp nộp kê khai giảm từ 1,5 đến 9% giá vé xe khách. Trong khi chờ đợi các doanh nghiệp giảm giá theo quy định chung, người dân vẫn phải mua vé theo giá niêm yết chưa giảm. Bức xúc là điều dễ thấy khi mà hành khách vẫn chưa được hưởng một mức giá phù hợp và công bằng, trong khi giá nguyên liệu, xăng dầu đã giảm rất mạnh. Thì mình thấy các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên giá cước, chưa có động tĩnh gì để mà sụt giảm giá vé. Chỉ có một số đơn vị uy tín thì họ còn có sụt giảm nhưng mà cũng không đáng kể cho lắm. Tâm lý thì nói chung ai cũng sẽ rất là khó chịu. Lúc mà xăng tăng thì họ đồng loạt tăng mà tăng vô tội vạ, nhưng mà khi mà xăng giảm rồi thì họ không có giảm. Là nếu mà giá xăng mà giảm á thì nếu mà nhà xe á thì tính toán chi phí như thế nào cũng có thể giảm giá vé để cho hành khách đi lại người ta cảm thấy người ta hợp lý hơn. Theo lý giải của một số doanh nghiệp vận tải thì việc giảm giá vé xe phải tính toán phù hợp trên nhiều yếu tố nên không thể căn cứ vào việc giảm giá nhiên liệu là đủ. Nhiều nhà xe cũng cho rằng đã có các đợt ưu đãi giá vào dịp lễ hoặc giảm giá để cạnh tranh nên giá vé đã ở mức thấp rồi. Nếu giảm thấp hơn nữa sẽ dẫn đến tình trạng kinh doanh thua lỗ. Khách hàng thì người ta lúc nào cũng muốn giảm giá vé thấp nhất, nhưng mà mình là doanh nghiệp, mình tùy theo tình hình hoạt động thôi. Thường thì lễ trong năm thì công ty không có lên giá vé, nhưng mấy doanh nghiệp khác thì có lên. Chỉ công ty chỉ lên giá vé Tết thôi, nên mấy cái đợt này mấy sếp em cũng có giảm giá vé đó, nhưng mà không thể nào mà giảm đến mức thấp nhất được. Là đơn vị quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, bến xe miền Tây đã có văn bản nhắc nhở đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện việc kê khai giảm giá vé. Tuy nhiên, theo chia sẻ thì việc chậm trễ này cũng có nguyên nhân xuất phát từ điều kiện của các doanh nghiệp. Do cái việc mà giá xăng dầu mình giảm liên tục từ giữa 2015 đến nay thì nói chung theo mình biết thì giảm cũng trên 7-8 lần. Thì các đơn vị hiện tại cũng đã thực hiện cái việc giảm giá vé. Tuy nhiên chắc theo cái khả năng chủ quan của mình thôi. Thì nếu các đơn vị đó là không giảm là do cái việc mà giá đã sát với thực tế nên các đơn vị chưa thực hiện việc đó. Trước yêu cầu thực hiện đúng quy trình thông tư liên tịch 152 của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính về việc kê khai giảm giá vé, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn chậm trễ đã khiến người dân rất bức xúc. Các doanh nghiệp cần khẩn trương thực hiện các quy định chung về giảm giá cước vận tải để không chỉ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mà còn là giữ uy tín và hiệu quả kinh doanh cho chính mình. Vốn ban đầu để nuôi vịt trời khá thấp so với các loại vật nuôi khác, nhưng lợi nhuận mang lại khá cao. Nếu tính cả con giống, chi phí thức ăn, thuốc thì mỗi con vịt, người nông dân đầu tư 80.000 đồng. Sau 3 tháng xuất bán, mỗi con có giá từ 140 đến 150.000 đồng.